Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Nhật ký cuộc sống của kênh VTC14. Hôm nay Chủ nhật ngày 23 tháng 12 năm 2012, bản tin sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Đêm nay nền nhiệt ở Bắc Bộ sẽ xuống thấp nhất kể từ đầu mùa đông. Trong 3 ngày tới, nhiệt độ sẽ tăng nhẹ xung quanh ngưỡng 15 độ, trời rét. Công trình thủy điện lớn nhất Đông Nam Á, Thủy điện Sơn La chính thức khánh thành một ngày sau khi ngành điện tăng giá thêm 5% và dự kiến tiếp tục giữ đà tăng giá trong năm tới. Trải nghiệm việc ngăn chặn và kiểm tra gà lậu của lực lượng liên ngành ở Hà Nội, phóng viên Nhật ký Cuộc Sống đi cùng các thành viên trong đoàn trong một đêm đột kích chợ gia cầm Hà Vĩ. Châu Âu đón lễ Giáng sinh với thời tiết khắc nghiệt. Đến Israel xem thi hoa hậu mèo. Mở đầu là các thông tin về thời tiết. Ngày hôm nay, Bắc Bộ tiếp tục nằm trọn trong áp cao lạnh lục địa gây rét đậm, một số nơi rét hại, ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt cũng như sản xuất nông nghiệp của người dân. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, đêm nay nhiệt độ sẽ giảm sâu và đạt ngưỡng thấp nhất kể từ đầu mùa đông năm nay. Sáng sớm nay, nhiệt độ ghi nhận tại Sapa, Lào Cai đã xuống mức 6,2 độ C, trong khi Mẫu Sơn, Lạng Sơn, nơi chịu ảnh hưởng mạnh nhất của gió mùa Đông Bắc với cường độ mạnh, trời rét 1,8 độ C. Đây là mức giảm nhiệt thấp nhất tại đỉnh núi cao hơn mực nước biển trên 1.000 mét này tính từ đầu mùa đông đến nay. Mặc dù vậy, hiện tượng băng tuyết vẫn chưa xảy ra do độ ẩm trong không khí tại đây ở mức thấp. Theo các chuyên gia khí tượng, trung bình mỗi năm tại Mẫu Sơn sẽ có khoảng 3 đợt băng tuyết xuất hiện. Tại các tỉnh đồng bằng, nền nhiệt ở mức cao hơn, song vẫn ở dưới ngưỡng rét đậm, như tại Hà Nội là 14,7 độ, Hải Dương 12,7 độ. Dự báo đợt rét này còn duy trì vài ba ngày nữa, và trong đêm nay thì nhiệt độ sẽ giảm xuống mức thấp nhất của đợt gió mùa đông bắc lần này và cũng là từ đầu mùa đông, như Hà Nội chỉ là 12 độ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, từ nay đến hết tháng 2 năm 2013, những đợt rét đậm, rét hại sẽ liên tiếp xuất hiện với tần suất dày hơn vì đang vào những tháng chính đông. Người dân cần chủ động phòng chống rét, hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe con người, tổn thất về cây trồng và vật nuôi. Thưa quý vị, ngày hôm nay 23 tháng 12 năm 2012, công trình thủy điện lớn nhất Việt Nam và khu vực Đông Nam Á, nhà máy thủy điện Sơn La đã chính thức đi vào hoạt động, vượt tiến độ 3 năm. Nhà máy thủy điện Sơn La đi vào hoạt động sẽ góp phần quan trọng trong việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Theo tính toán, mỗi năm nhà máy thủy điện Sơn La sẽ cung cấp trên 10 tỷ kWh điện, tương đương giá trị 500 triệu đô la Mỹ một năm, tiết kiệm 5 triệu tấn than một năm. Việc vượt trước tiến độ 3 năm đã làm lợi cho đất nước 1,5 tỷ đô la Mỹ. Công trình thủy điện Sơn La đi vào hoạt động có ý nghĩa quan trọng cả về chính trị, kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, tạo thêm nguồn điện đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, thực hiện chức năng chống lũ và cung cấp nước tưới tiêu cho hạ du, đồng thời thúc đẩy phát triển cơ sở hạ tầng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của ba tỉnh Sơn La, Điện Biên và Lai Châu và toàn bộ khu vực Tây Bắc, từng bước tạo ra sự phát triển kinh tế cân đối giữa các vùng miền trong cả nước. Công trình thủy điện Sơn La hoàn thành đạt các yêu cầu nhiệm vụ đặt ra và đã vượt trước thời hạn, đã đem lại những lợi ích lớn lao cho đất nước. Với sản lượng trên 10 tỷ kWh điện năm, theo giá bình quân hiện nay, doanh thu một năm khoảng 15.000 tỷ đồng, 3 năm vượt trước thời hạn, tính ra là khoảng 45.000 tỷ đồng. Trong thời gian tới, để đảm bảo hiệu quả phát điện và hiệu quả tổng hợp về kinh tế, xã hội, môi trường của dự án, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, cán bộ công nhân viên công ty Thủy điện Sơn La quản lý và vận hành thật tốt để nhà máy hoạt động tuyệt đối an toàn, ổn định, Ủy ban Nhân dân 3 tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu có trách nhiệm tiếp nhận quan tâm bố trí đất sản xuất, xem xét lồng ghép các chương trình phát triển kinh tế để chăm lo giải quyết tốt việc làm, đời sống cho đồng bào tại các địa phương tiếp nhận tái định cư. Dù ngày 21 tháng 12 vừa công bố sẽ tăng giá điện thêm 5% và với mức tăng này thì EVN thu thêm 7.000 tỷ. Nhưng Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN cho biết vẫn có khả năng tiếp tục tăng giá với mức cao hơn nữa trong năm 2013. Theo EVN, năm 2013, vấn đề thiếu nước thủy điện sẽ diễn ra nghiêm trọng, khiến nguồn điện có thể thiếu hụt vài tỷ kWh và EVN sẽ phải chạy bằng dầu với chi phí phát sinh thêm khoảng 6.000 đến 7.000 tỷ đồng nữa.
Nếu điều này xảy ra, áp lực bù lỗ trong giá điện của năm 2013 sẽ lớn hơn nhiều, con số 10.000 tỷ đồng, và chắc chắn mỗi lần tăng giá điện sẽ không dừng lại ở mức 5% như gần đây. Nhất là khi gánh nặng lỗ 26.000 tỷ đồng, chênh lệch tỷ giá chưa được giải quyết nhiều, khi mới chỉ được bù 3.000 tỷ đồng. Trong khi đó, theo yêu cầu của chính phủ, khoản nợ này sẽ phải tính toán hết vào giá điện từ nay đến năm 2015, đồng nghĩa với việc trong 3 năm tới, mỗi năm cơ cấu đầu vào tính giá điện ít nhất sẽ phải gánh thêm 6.000 đến 7.000 tỷ đồng lỗ chênh lệch tỷ giá của EVN, chưa kể các khoản lỗ kinh doanh phát sinh khác. Trong khi đó, theo các chuyên gia, giá điện đã có thể không gánh nhiều áp lực tăng như thế nếu EVN quản lý tốt hơn, tiết giảm nhiều chi phí đầu vào cấu thành giá điện, đặc biệt là tổn thất điện năng nhiều năm qua nhưng vẫn đứng ở mức cao trên 9%. Nếu chỉ cần giảm 1% tổn thất điện năng thì mỗi năm ngành điện đã tiết kiệm thêm được cả 1.000 tỷ đồng. Lần đầu tiên, thành phố Hà Nội phải thành lập một đội cơ động liên ngành về kiểm tra và xử lý sai phạm trong việc vận chuyển tiêu thụ ga lậu, cho thấy đây có thể coi là vấn nạn của thủ đô hiện nay. Sau hơn 10 ngày, đội cơ động liên ngành đi vào hoạt động, hàng tấn gà không có nguồn gốc, gà thải loại không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm đã bị bắt giữ và xử lý theo quy định. Và sau đây là những hình ảnh của một đợt truy quét gà lậu diễn ra vào rạng sáng nay. Cuộc truy quét gà lậu được bắt đầu bằng một buổi họp khẩn để phân công nhiệm vụ. Những phương án tác chiến trong từng trường hợp cụ thể được vạch ra nhằm phát huy hiệu quả của toàn bộ lực lượng liên ngành. Đúng 2 giờ sáng ngày 23 tháng 12, cả đội xuất phát. Mục tiêu là chợ gia cầm đầu mối lớn nhất miền Bắc. Vào thời điểm kiểm tra, chốt kiểm dịch động vật ở chợ Hạ Vĩ không có một bóng người. Nơi được coi là chốt chặn tốt nhất để kiểm tra gia cầm vào chợ đầu mối, nay đã bị bỏ ngỏ. Làm việc với đội liên ngành, ông Lê Xuân Viết, trưởng ban quản lý chợ gia cầm Hà Vĩ cho biết, đây không phải là lần đầu tiên thiếu vắng lực lượng kiểm tra ở các chốt như vậy. Tổ công tác của các đồng chí là ban ngày thiếu hết là thường xuyên là có mặt. Ban đêm thiếu hết là nói thật cho các đồng chí là đôi khi là các đồng chí là cũng không được đầy đủ với số lượng và số trực. Chính vào khoảng thời gian này, lượng gia cầm không rõ nguồn gốc vào chợ diễn ra tấp nập nhất. Đây là nguyên nhân dẫn đến tình trạng có thể đánh cháo gà lậu, gà ta để bán ra thị trường. Kiểm tra khu vực chợ, lực lượng liên ngành đã phát hiện ra nhiều gia cầm chết nhưng vẫn được bày bán. Nhiều chủ kinh doanh không xuất trình được giấy tờ mua bán, giấy kiểm dịch thú y, và rồi họ cầu cứu sự giúp đỡ từ phía bên ngoài. Về đầu chợ là các ban thú y liên ngành các thứ là ta lấy hết giấy tờ lại luôn để cho vào trong này người ta mới cho vào chứ. Chứ bình thường làm sao ai cho vào được xe gà thế này ạ? Nhưng những lời bao biện này đã nhanh chóng bị phát hiện khi mà lực lượng thú y ở chợ đã không cung cấp được giấy chứng nhận của chủ hộ kinh doanh, ông Nguyễn Văn Quang. Cái lực lượng thú y của bọn em ấy thì là rất khó vì làm như này có mỗi mình lực lượng thú y của bọn em thì cũng người ta không dừng đỗ cho kiểm tra thì không làm gì được. Đội liên ngành cũng tiến hành kiểm tra chặt toàn bộ các hộ kinh doanh tại chợ Hà Vĩ để nắm tình hình. Trong đó, họ đặc biệt lưu ý đến 16 hộ đã chuyên buôn bán gà nhập lậu trước đó để tìm ra đầu mối các đầu nậu. Tuy nhiên, thật không dễ để các cơ quan chức năng phát hiện ra gà lậu khi mà các đối tượng được cho là luôn thay đổi về hình thức vận chuyển. Về phương thức thủ đoạn, các đối tượng xé lẻ từ ngoại tỉnh vận chuyển bằng các cái xe nhỏ và thường xuyên sử dụng các cái phương tiện vận chuyển là có thùng cao, vận chuyển cái số lượng thấp, gây rất khó khăn cho các lực lượng chức năng kiểm tra kiểm soát. Cũng trong đợt kiểm tra này, đội liên ngành đã phát hiện một xe ô tô vận chuyển tới 500 kg gà lậu không có nguồn gốc xuất xứ. Những dấu hiệu ban đầu cho thấy đây phần lớn là gà loại thải của Trung Quốc, loại gà mà có nhiều tồn dư các chất độc hại, gây các nguy cơ mất an toàn cho người sử dụng trong suốt thời gian vừa qua. Vâng, thưa quý vị và các bạn, toàn bộ số gà lậu đã được Cảnh sát Kinh tế Môi trường Công an huyện Từ Liêm phối hợp với đội liên ngành kiểm tra gà lậu và đội 7 quản lý thị trường Hà Nội đã phát hiện ngay trong ngày hôm nay số lượng hơn 500 kg gà lậu không qua kiểm dịch. Các chủ đầu nậu đã phân phối nhỏ lẻ ra, tuy nhiên vẫn không qua mắt được các lực lượng chức năng. Tiếp
Tiếp tục các tin tức trong nước, rạng sáng nay một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại cửa hàng bán phụ tùng ô tô thuộc phường 8, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, đám cháy khiến toàn bộ đồ đạc bị thiêu rụi. Vào thời điểm này, người dân nghe thấy một tiếng nổ lớn phát ra phía trong cửa hàng, sau đó khói và lửa bốc lên nghi ngút từ khu vực tầng 1. Trên tầng 2 có hai cụ già đang đứng ở ban công kêu cứu. Do cửa hàng này đã khóa cửa nên mọi người không thể tiếp cận. Nhận tin báo, 5 xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ đã đến hiện trường dập lửa. Hai cụ già bị mắc kẹt trên tầng đã nhanh chóng được giải cứu an toàn. Tại hiện trường, toàn bộ trang thiết bị, phụ tùng xe hơi và hệ thống dây dẫn điện bị thiêu rụi hoàn toàn. Một bình ga loại 12kg để trong cửa hàng không bị cháy xém và chưa phát nổ. Theo một số người dân chứng kiến, vụ cháy có thể là do chập điện. Thay vì được chuẩn bị trước để diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy, sắp tới các cơ sở tại thủ đô có thể sẽ được báo động bất ngờ. Cách làm đột xuất này sẽ giúp lực lượng chức năng kiểm tra đánh giá chính xác về công tác phòng cháy chữa cháy tại cơ sở. Đây là khuyến nghị của Phó Giám đốc Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Hà Nội Hoàng Quốc Định trong buổi diễn tập quy mô lớn tại khu công nghiệp Thanh Trì, Hà Nội. Tình huống giả định được đặt ra là lúc 9 giờ sáng nay, đám cháy bùng phát tại nhà xưởng rồi nhanh chóng lan rộng ra toàn bộ khu văn phòng và các khu vực xung quanh của công ty trách nhiệm hữu hạn Smart Window Việt Nam. Lực lượng chữa cháy cơ sở sử dụng phương tiện tại chỗ nhưng không thể dập tắt đám cháy. Một số công nhân bị mắc kẹt lại do khói đen bao trùm. Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy phải huy động 4 xe chữa cháy và xe thang đến hiện trường, triển khai cùng lúc 2 nhiệm vụ, khống chế đám cháy và đưa người bị nạn thoát ra ngoài. Sau khoảng 30 phút, vụ cháy hoàn toàn được dập tắt. Các cơ sở trọng điểm như khu công nghiệp, khu trung tâm thương mại, siêu thị là những nơi có nguy cơ cao về cháy nổ. Tuy nhiên hiện nay, việc diễn tập phương án vẫn đang là cách làm duy nhất để lực lượng chức năng kiểm tra được công tác phòng cháy ở đây. Trong khi đó, việc diễn tập lại được chuẩn bị trước, không mang nhiều yếu tố bất ngờ. Chiều qua, một chiếc xe tải chở thép khi đang di chuyển vào hầm đường bộ Hải Vân, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng đã bất ngờ mất phanh, đâm vào nhà dân khiến hai người trên xe chết tại chỗ và một người bị thương. Theo các nhân chứng tại hiện trường cho hay, chiếc xe tải chạy hướng Bắc Nam với tốc độ cao. Khi tới gần hầm đường bộ Hải Vân, tài xế liên tục đánh tay lái tránh các xe phía trước. Đến gần vòng xuyến, xe tải bất ngờ mất phanh. Lúc đó có nhiều xe con đang đậu phía trước nên tài xế đã bẻ tay lái lao sang phần đường ngược chiều và tông vào nhà dân gần đó, khiến một người trong nhà hốt hoảng bỏ chạy. Vài giây sau đó, xe tiếp tục húc đổ tường của một bãi xe gần đó, làm hỏng 60 chiếc xe máy và lật ngửa. Chiếc xe tải đã bị biến dạng hoàn toàn, đầu xe vỡ vụn, khiến hai tài xế trên xe tử vong tại chỗ, một người phụ xe bị thương. Ngay sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng cứu hộ cùng hai xe cứu hỏa đã đến hiện trường, nhưng phải gần 2 tiếng sau, thi thể của hai nạn nhân mới được đưa ra ngoài và phụ xe bị thương mới được đưa đi cấp cứu. Hiện vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ. Thưa quý vị và các bạn, hoạt động theo mô hình như taxi, giá được niêm yết, số tiền được hiển thị ngay trên đồng hồ. Đó là những tiện ích mà mô hình xe ôm thân thiện, tính cước như taxi vừa xuất hiện tại Hà Nội, hứa hẹn đem lại cho khách hàng. Với giá thành rẻ và đảm bảo an toàn hơn nhiều so với xe ôm thông thường, mô hình vận chuyển thú vị này đã thu hút được nhiều người dân thủ đô. Tuy nhiên vì dịch vụ còn quá mới nên vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết. Thay vì dậy sớm, vội vàng chuẩn bị bữa sáng rồi đưa hai con đi học, thì giờ đây, vợ chồng anh Nguyễn Văn Sáu, trú tại Từ Liêm, Hà Nội, có thể thảnh thơi hơn nhiều. Không còn lo con bị đưa đón muộn vì đội xe ôm thân thiện đã đảm trách thay anh chị phần việc đó. Đặt con cái lên đi lại, phương tiện đi làm đầu thì công ty xe ôm thân thiện phục vụ rất chu đáo. Tốt hơn của các xe ôm thời trước mình gọi ở ngoài, thỉnh thoảng các cháu bị trục trặc như... Ở đây thì các cháu không bị trục trặc và rất yên tâm, người ta phục vụ rất chu đáo. Khác so với xe ôm thông thường, luôn có 3 người trở lên biết địa chỉ và lộ trình đưa đón, nên chưa khi nào hai cháu phải chờ đợi. Cảm thấy an toàn hơn các xe khác, các chú xe ôm thân thiện rất là tận tình, chu đáo với bọn cháu, đón bọn cháu kịp giờ, không phải để bọn cháu muộn giờ ạ. Thay vì phải gạt chân chống xe để khởi động hệ thống tính cước, mỗi yên xe được gắn mắt hồng ngoại, đồng hồ bắt đầu hoạt động khi khách ngồi lên xe và ngừng khi khách xuống. Với giá được niêm yết cụ thể, hành khách sử dụng xe ôm thân thiện không lo bị chặt chém mà giá thành còn rẻ hơn 30% so với xe ôm thông thường và 50% so với taxi. Chi phí trước kia của mình thì hết 2,4 triệu. Giờ này xuống còn có 2 triệu nhưng mà phục vụ bên công ty xe ôm thân thiện rất chu đáo.
thông qua hệ thống định vị GPS được gắn trên xe và phần mềm quản lý. Mọi thông tin về hướng xe, có khách hay không, đi trên tuyến nào, tốc độ ra sao đều được nắm rõ. Mọi sai phạm trên đường đều được nhắc nhở trực tiếp. Yêu cầu xe số 8 giảm tốc độ đang đi quá tốc độ 5 km nha. Tuy nhiên, vì là một dịch vụ quá mới nên khi đi vào hoạt động còn nhiều vấn đề phát sinh chưa được giải quyết như điều khoản quyền lợi của khách hàng, giá cước đều do công ty tự công bố, chất lượng đồng hồ tính cước cho xe ôm chưa được quản lý bởi đơn vị nào. Chính vì thế, công ty khá lúng túng và không thể thành lập riêng đơn vị xe ôm có tính cước. Mình thành lập một công ty vận tải. Đấy, còn để mà về công ty xe ôm, công ty xe ôm như của mình ý, thì nó lại là mới, nó chưa như taxi, thì nó chưa có một cái luật định nào cả. Tuy nhiên, trên thực tế, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành thông tư 08 hướng dẫn việc sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô 2 bánh, xe mô tô 3 bánh và các loại xe tương tự để vận chuyển hành khách, hàng hóa. Song thông tư này mới chỉ quy định một số nét cơ bản như người lái có giấy phép lái xe, đồng phục, phải có mũ bảo hiểm cho khách, xe đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật. Để bảo đảm quyền lợi hợp pháp của khách hàng ấy, thì Bộ Giao thông Vận tải với tư cách là cơ quan quản lý nhà nước về giao thông đường bộ ấy, cần nghiên cứu, tức là quy định thêm cả về cái điều kiện, tức là kiểm soát cái đồng hồ cước, nó như là kiểm soát đồng hồ trên taxi ấy. Thứ hai nữa là cần phải quy định chặt chẽ, tức là cái người điều khiển phương tiện, người kinh doanh cái ngành nghề này phải mua cái bảo hiểm trách nhiệm dân sự cho người ngồi trên phương tiện đó, để khi mà xảy ra những cái tai nạn, những cái sự cố thì cái người ngồi hành khách ấy sẽ được cơ quan bảo hiểm bồi thường cách thỏa đáng. Trước thực trạng xe ôm chặt chém khách hàng gây mất trật tự an ninh, đã đến lúc Bộ Giao thông Vận tải cần có quy định cụ thể hơn để quản lý đội ngũ xe ôm trên địa bàn thành phố Hà Nội, đồng thời tạo điều kiện pháp lý để các doanh nghiệp có thể kinh doanh mô hình vận tải đặc biệt này. Thuốc giả bao gồm thuốc nhái, thuốc kém chất lượng và không rõ nguồn gốc đang ngày càng phổ biến trên thị trường. Ở nước ta, lượng thuốc giả bị phát hiện hàng năm đang có chiều hướng tăng mạnh. Thuốc giả được phát hiện nhiều tại các nhà thuốc, điểm kinh doanh nhỏ lẻ, thậm chí còn thâm nhập vào các chuỗi cung ứng hợp pháp. Nhiều chuyên gia cảnh báo tình trạng thuốc giả ngày càng nở rộ đang gây ra những thiệt hại lớn cho người sử dụng về mặt sức khỏe và kinh tế. Trong khi đó, công tác kiểm soát chất lượng của mặt hàng này còn không ít hạn chế. Nằm trên giường bệnh sau hơn nửa tháng điều trị, chị Nguyễn Thị Lành ở Đông Anh, Hà Nội giờ mới tin mình vẫn còn sống. Tác dụng của một loại thuốc điều trị dạ dày được mua của một ông lang gần nhà, tưởng sẽ giúp chị sớm lành bệnh, nhưng ngược lại. Một tuần sau dùng thuốc, toàn thân chị đã nổi mẩn đỏ rồi dần bong chóc. Uống thời gian thì thấy người khỏe và đi ngoài tốt. Nhập viện thì vừa rồi là dị ứng, tôi nói chung là tôi không biết là vì lý do gì, chỉ biết là mẩn ngứa hết các người đưa đi viện thôi. Trường hợp các bệnh nhân bị ngộ độc hay dị ứng do sử dụng thuốc không rõ nguồn gốc hay thuốc giả đã trở thành phổ biến. Cũng chưa bao giờ mật độ phát hiện yêu cầu thu hồi các loại thuốc giả lại nhiều như thời gian qua. Theo thống kê của Viện Kiểm nghiệm Thuốc Trung ương, năm 2011, trong số hơn 48.000 mẫu thuốc được kiểm nghiệm thì có đến gần 1.000 mẫu không đạt tiêu chuẩn. 31 mẫu thuốc giả, bao gồm cả nhập khẩu và sản xuất trong nước. Nhưng so với hàng trăm nghìn mẫu được bày bán tại khoảng hơn 40.000 nhà thuốc hiện nay, thì những con số đó chỉ là hạt cát trên sa mạc. Ba trường hợp chính, một là không hóa chất, hai là các cái thuốc mà có thành phần không được công bố như trên nhãn mác. Thế cái này thì nó tập trung chứa vào các sản phẩm đông dược, tức là có thêm các thành phần tân dược mà được trộn vào trong sản phẩm đông dược và không được công bố. Và cái sản phẩm, cái loại thứ ba mà bị làm giả, đấy là giả nhãn mác. Cũng theo các chuyên gia, thuốc giả chiếm tỷ lệ cao nhất tại thị trường nước ta vẫn là đông dược và dược liệu, sau đó đến tân dược nhập khẩu, cuối cùng là tân dược sản xuất trong nước. Ninh Hiệp là chợ đầu mối dược liệu lớn nhất miền Bắc, nhưng có đến 90% các hộ kinh doanh buôn bán dược liệu ở đây hàng chục năm qua không có giấy phép. Cũng chừng ấy năm, việc kiểm soát về chất lượng gần như bỏ ngỏ. Thì những loại thuốc mà theo đường tiểu ngạch ấy, thường là chất lượng không cao. Những thuốc ấy thường là ta chưa nói đến loại thuốc giả. Theo nhận định của nhiều chuyên gia, khi kỹ thuật công nghệ ngày càng phát triển thì tình trạng thuốc giả ngày càng nhiều. Đến những người có chuyên môn còn không thể nhận biết được thì nói gì đến người dân.
viện kiểm nghiệm hay trung tâm kiểm nghiệm cũng phải nâng cao năng lực của, thì họ có mới có khả năng là phát hiện, và trên cơ sở phát hiện được thì chúng ta mới có cái biện pháp. Cho nếu chúng ta không có cái cách nào để phát hiện đó là thuốc giả không thì quả thực là rất khó mà đề ra biện pháp. Bình quân mỗi năm, một người dân Việt Nam bỏ ra gần 17 đô la cho việc sử dụng thuốc chữa bệnh. Một phần không nhỏ trong số tiền này đã trở nên vô dụng vì mua phải thuốc giả. Mỗi năm, có gần 200 người tử vong được xác định là do sử dụng thuốc giả. Con số này vẫn đang tăng dần lên theo từng năm. Trong phần tin quốc tế, Trung Quốc cháy trung tâm thương mại, ít nhất 20 người thương vong. Châu Âu đón lễ Giáng sinh với thời tiết khắc nghiệt. Đến Israel xem thi hoa hậu mèo. Ngày hôm qua, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại một trung tâm thương mại ở phía tây bắc Trung Quốc. Vụ cháy đã khiến 3 người thiệt mạng, 20 người khác bị thương và buộc hơn 1.000 người phải sơ tán. Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 4 giờ 30 phút sáng qua theo giờ địa phương tại tòa nhà thương mại thế giới 14 tầng ở trung tâm thành phố Jian'an, tỉnh Thiểm Tây. Phần lớn những người bị thương đều là khách lưu trú trong một khách sạn nằm ở những tầng trên của tòa nhà. Các nạn nhân đều bị bỏng hoặc bị nhiễm độc nhẹ khí carbon monoxide. Trong khi đó, phải đến 21 giờ tối, lực lượng cứu hỏa mới tìm thấy thi thể của 3 người đã bị chết. Tuy nhiên, danh tính của họ vẫn chưa thể xác định. Ngay sau khi vụ hỏa hoạn xảy ra, công tác sơ tán đã được thực hiện đối với khoảng 1.700 cư dân sống xung quanh tòa nhà. Phải mất hơn 10 giờ đồng hồ, ngọn lửa mới được kiểm soát. Nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được tiến hành điều tra. Tối qua, ít nhất 9 người đã thiệt mạng và hơn 18 người khác bị thương trong vụ đánh bom tự sát nhằm vào một cuộc họp của các quan chức thành phố Peshawar, thủ phủ tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, phía tây bắc Pakistan. Trong số những người thiệt mạng có ông Bashir Ahmad Bilal, 70 tuổi, lãnh đạo của đảng ANP, đảng cầm quyền tại tỉnh Khyber Pakhtunkhwa. Ông Bilal đã chết tại bệnh viện với vết thương nghiêm trọng ở ngực. Ngoài ra, thư ký riêng và một số quan chức cảnh sát cao cấp bảo vệ ông Biller cũng nằm trong số những người thiệt mạng. Giới chức địa phương xác nhận, một kẻ đánh bom tự sát mang theo khoảng 4 đến 5 kg thuốc nổ và cho nổ tung đám đông những người vừa tham dự cuộc họp của đảng ANP ở Dakhin Nalabandi thuộc thành phố Peshawar. Vụ nổ khiến nhiều tòa nhà và xe cộ gần đó bị phá hủy. Sau vụ nổ, lực lượng vũ trang Taliban tại Pakistan đã lên tiếng nhận trách nhiệm gây ra vụ việc. Mặc dù vụ việc một nữ sinh Ấn Độ bị một nhóm đàn ông cưỡng hiếp trên xe buýt, sau đó bị ném xuống vệ đường đã xảy ra từ hôm 16 tháng 12, song một tuần nay, làn sóng biểu tình phản đối vụ việc gây chấn động dư luận này vẫn không có dấu hiệu lắng xuống và ngày một lan rộng. Trong ngày hôm qua, cảnh sát Ấn Độ đã phải dùng dùi cui, phun vòi rồng nhằm trấn áp đám đông biểu tình. Trong ngày 22 tháng 12, hàng nghìn người, chủ yếu là sinh viên đại học, đã đổ về trung tâm thủ đô New Delhi để thực hiện các cuộc biểu tình. Đoàn người biểu tình giận dữ hô vang những khẩu hiệu "Chúng tôi muốn công lý" và giơ cao biểu ngữ, treo cổ những kẻ hãm hiếp nhằm kêu gọi chính phủ có những biện pháp đảm bảo an toàn tốt hơn cho phụ nữ trên khắp Ấn Độ. Đây là một vụ việc khủng khiếp và vô nhân đạo. Tôi đã khóc khi biết tin này và chắc chắn tất cả các cô gái cũng sẽ khóc như tôi. Trước đây tôi không sợ khi rời khỏi phòng làm việc vào ban đêm, nhưng bây giờ tôi thực sự lo lắng. Cảnh sát đã phải dùng đến vòi rồng, dùi cui và hơi cay để trấn áp đám đông. Trong khi đó, các bác sĩ tại bệnh viện nơi nữ sinh 23 tuổi bị cưỡng hiếp đang điều trị cho biết cô vẫn trong tình trạng nguy kịch, song đã ổn định hơn. Cô ấy đã không cần đến máy trợ thở, cô ấy cũng đã có thể giao tiếp tốt hơn và có thể uống một chút nước táo ép. Trước đó vào ngày 16 tháng 12, nạn nhân đã bị một nhóm gồm 6 kẻ say rượu cưỡng hiếp trên xe buýt và sau đó bị ném xuống vệ đường khi xe đang chạy. Tất cả 6 kẻ nói trên đã bị bắt. Sau vụ việc này, chính phủ Ấn Độ đã có hàng loạt biện pháp nhằm trấn an dư luận và đảm bảo một New Delhi an toàn hơn như tăng cường cảnh sát tuần tra ban đêm, kiểm tra tài xế xe buýt và các phụ xe cũng như cấm tất cả xe buýt sử dụng cửa kính màu hoặc có màn che. Trong những năm gần đây, châu Phi đang phải đối mặt với nạn săn trộm voi tràn lan để lấy ngà. Riêng tại công viên quốc gia Boba Enziza của Cameroon, hồi mùa đông năm ngoái đã có đến hơn 300 con voi, tương đương với 80% số voi trong công viên bị giết chết chỉ trong vòng vài tuần. Trước tình hình trên, chính quyền Cameroon vừa huy động lực lượng quân đội gồm nhiều máy bay trực thăng quân sự cùng 600 binh sĩ nhằm ngăn chặn nạn săn trộm voi.
thời gian gần đây, các nhà chức trách Cameroon có một số bằng chứng cho thấy các tay săn trộm đang trên đường trở lại công viên khi mùa khô đã tới và việc di chuyển trong công viên trở nên dễ dàng hơn. Bằng việc triển khai quân đội, họ muốn đảm bảo những thảm kịch đối với đàn voi sẽ không bao giờ tái diễn. Được trang bị với các máy bay trực thăng, xe jeep, quân đội Cameroon đã thành lập hai đồn canh gác trong công viên quốc gia Poupa Engida và một số trại nằm dọc theo biên giới với Cộng hòa Chad và Trung Phi. Thông điệp mà chúng tôi gửi đến các tay săn trộm đơn giản là họ đừng đặt chân vào đây bởi vì họ sẽ bị xóa sổ trong thời gian này. Chúng tôi sẽ không chỉ rượt đuổi như trước đây mà lần này chúng tôi sẽ tiêu diệt họ. Năm 2011 là năm có số lượng voi bị săn bắt cao kỷ lục ở châu Phi. Nhu cầu lớn về đồ trang sức bằng ngà voi của các tầng lớp giàu có ở châu Á, đặc biệt là Thái Lan và Trung Quốc trong những năm gần đây, đã đẩy giá ngà voi tăng cao gấp nhiều lần và mang về khoản lợi nhuận hàng tỷ đô la Mỹ cho những tay săn trộm. Mặc dù người dân địa phương cho rằng sự xuất hiện của lực lượng quân đội hùng hậu là một sự báo động cho những tay săn trộm voi, tuy nhiên, Quỹ Động vật Hoang dã Thế giới vẫn kêu gọi Cameroon triển khai những hành động táo bạo hơn nữa nhằm bảo vệ số lượng voi đang ngày càng suy giảm. Nằm cách lục địa Chile hơn 3.700 km về phía Tây, đảo Phục Sinh nổi tiếng với những bức tượng đá khổng lồ và môi trường sinh thái trong lành. Số lượng khoảng 70.000 du khách ghé thăm mỗi năm đã tạo nên một áp lực về môi trường cho đảo Phục Sinh. Tuy nhiên, lâu nay, nhiều biện pháp bảo vệ môi trường và di sản văn hóa đã được thực hiện một cách hiệu quả trên đảo. Với một trung tâm xử lý rác thải duy nhất trên đảo Phục Sinh, những loại rác có thể phân hủy sẽ được chôn ngay trên đảo, còn lại sẽ được chuyển vào đất liền 4 tháng một lần bởi một con tàu của chính phủ. Ngoài ra, mỗi hộ gia đình tại đây đều được trang bị các thiết bị xử lý nước thải. Do vậy, nước thải trên đảo không thoát ra biển mà một phần được tái sử dụng cho việc tưới tiêu sau khi đã lọc sạch. Phần còn lại sẽ được chuyển theo hệ thống đường ống ngầm. Đảo Phục Sinh được hình thành sau một đợt phun trào núi lửa. Việc đá xuất hiện ở khắp nơi trên hòn đảo sẽ không tốt cho quá trình phát triển của thực vật. Ngay từ đầu những năm 1990, các cơ quan địa phương đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm tăng độ che phủ của rừng. Chúng tôi đã đầu tư rất nhiều để bảo vệ sự cân bằng của môi trường. Một trong những chiến dịch lớn nhất là khôi phục hệ sinh thái của hòn đảo. Chúng tôi đã trồng rất nhiều cây nơi diện tích bao phủ của rừng suy giảm. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương cũng hạn chế việc xây dựng và mua bán nhà ở bằng cách chỉ bán nhà cho người dân gốc của hòn đảo, đồng thời phê duyệt kỹ càng vị trí của mỗi ngôi nhà để không ảnh hưởng đến môi trường và các công trình lịch sử. Chỉ còn vài chục giờ nữa là tới lễ Giáng sinh, dịp nghỉ lễ quan trọng nhất trong năm của các quốc gia ở châu Âu. Tuy nhiên, thời tiết khắc nghiệt với giá lạnh, tuyết rơi dày và lũ lụt đã ảnh hưởng không nhỏ tới các hoạt động đón Giáng sinh của người dân ở một số nước như Ukraine, Nga, Romania, Ba Lan và Anh. Thời tiết giá rét kéo dài nhiều ngày qua tại một số khu vực thuộc châu Âu đã đẩy số người chết vì giá rét tại đây lên đến hơn 200 người. Theo thống kê ban đầu của Bộ Y tế Ukraine, tính đến nay đã có ít nhất 83 người chết vì giá lạnh, trong đó phần lớn các nạn nhân được tìm thấy ở ngoài đường phố và hơn 500 người đang điều trị trong bệnh viện. Nhiệt độ xuống dưới âm 23 độ C và tuyết rơi dày đã gây trở ngại lớn cho việc đi lại, làm đảo lộn cuộc sống của người dân. Lực lượng quân đội Ukraine đã phải thiết lập hàng nghìn khu trú ẩn để giúp cho những người vô gia cư và người già đối phó với giá lạnh. Nếu như không có những nơi trú ẩn như thế này, chúng tôi có lẽ sẽ chết cóng. Ở đây bạn không những có nơi trú ẩn ấm áp, mà còn có thể nhận được sự giúp đỡ cần thiết để vượt qua mùa đông khắc nghiệt này. Trong khi đó, thời tiết giá lạnh ở Nga cũng khiến 56 người thiệt mạng và 371 người nhập viện. Còn tại Ba Lan và Romania, giá rét đã cướp đi sinh mạng của hơn 100 người, trong đó phần lớn là người vô gia cư hoặc nghiện rượu nên ngủ quên ngoài trời. Trong khi đó, phía tây nam nước Anh đang phải hứng chịu đợt mưa lớn gây ngập lụt trên diện rộng, ảnh hưởng lớn đến kế hoạch đón Giáng sinh của người dân trong khu vực này. Theo dự báo, tình trạng ngập lụt khu vực này sẽ còn kéo dài trong vài ngày tới. Nói đến những loài thú cưng vẫn được nuôi như những người bạn trong gia đình, thì mèo là một loài tương đối phổ biến và gần gũi với con người. Có lẽ vì vai trò và những nét đáng yêu của chúng mà những cuộc thi hoa hậu dành cho mèo được tổ chức ngày một nhiều hơn. Trong ngày hôm qua, một cuộc thi hoa hậu mèo cũng đã được tổ chức tại Israel. Cuộc thi hoa hậu mèo được tổ chức bởi Liên minh Mèo Israel năm nay ghi nhận sự tham dự của hơn 100 chú mèo đến từ khắp các vùng miền thuộc quốc gia Trung Đông này.
Theo ban tổ chức, ban giám khảo sẽ cho điểm các thí sinh theo các tiêu chí giống loài và hình thức bên ngoài. Cuộc thi sẽ kiểm tra mức độ phù hợp của từng chú mèo đối với tiêu chí đưa ra. Một trong những tiêu chí đó là kích thước và hình dạng của tai mèo. Những chú mèo với các kiểu hình dáng và kích cỡ khác nhau đã lần lượt biểu diễn trên sân khấu nhằm cạnh tranh các giải thưởng khác nhau. Tuy nhiên, danh hiệu quan trọng nhất của sự kiện vẫn là giải thưởng Hoa hậu mèo. Sau cuộc thi này, chú mèo đạt danh hiệu cao nhất sẽ đại diện cho Israel tham dự các cuộc thi quốc tế. Chúng tôi là những người yêu mèo. Bắt đầu từ năm 10 tuổi, tôi đã nuôi mèo và hiện tôi đang có tất cả 12 con. Sau những tiết mục biểu diễn ấn tượng, giải thưởng cao nhất của cuộc thi đã thuộc về Hoa hậu mèo Kaya của chị Patiana. Israel là một thành viên của Liên đoàn Mèo Quốc tế gồm 40 thành viên. Trong những năm gần đây, các cuộc thi Hoa hậu mèo thường xuyên được tổ chức tại quốc gia này. Thông tin quốc tế vừa rồi đã kết thúc bản tin Nhật ký cuộc sống ngày 23 tháng 12 của kênh VTC14. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.